kiếm cái clip chị làm dưa cải hoài không ra hả? Không ra thì phải làm cái clip khác chứ. À nói gì chứ cái clip đó nó còn tuốt ở dưới á mọi người. À, hôm bữa thì em cũng có chỉ rồi nhưng mà bữa nay là làm chỉ để ăn Tết thôi à. À nhưng mà không quay thì cũng buồn thôi, sẵn quay cho mấy bà coi chơi. À, hôm nay em mua được cải ngon hơn mọi khi nha mọi người. À, tuy là cái bắp nó không có bự nhưng mà được cái cải nó mướt lắm luôn. À, nhìn là muốn đi làm dưa cải liền luôn đó. À, hôm nay em mua thì cũng là 2 kg cải. À, mình muốn cắt nó ra làm hai luôn thì cũng được, hay hoặc là mình chẻ cho nó hơi tét gan chút xíu vậy cũng được. À, mình cắt ra đặng cho nó dễ thấm để nó dễ chua. À, hay là cắt tét ra luôn như em như vậy cũng được nè. À, mình rửa xương mình đem vô mình trụng nước sôi. Chỉ cần bắt nước lên mà cảm thấy nó hơi sôi sôi là được nha mọi người, không có cần nó sôi quá đâu. À, mình trụng sao mà cái cải nó vừa héo là được đó. À, mấy bà nhớ là đừng có trụng lâu nha, trụng lâu cái cải mình bị chín á, bị chín là cải nó không có được giòn á. À, chỉ còn bỏ vô lăn qua lăn lại nó vừa héo cái cải rồi mình vớt ra mình nhúng cho trong cái thau nước giống như vậy. À, rồi mình để nó ra ngoài. À, tại vì mình không nhúng á, mình để nó nóng quá thì sợ cái cải mình nó bị chín quá. Nó cứ làm giống như em vậy đó, bỏ vô mình lăn qua lăn lại cái là mình gấp ra liền thôi à. À nhầm, chị rảnh thì đi phơi nắng cũng được. À, nhưng mà em không có thời gian để phơi nắng mọi người, mình trụng chút cho nó xong. À, khi mà mình trụng xong hết thì mình đem ra mình rửa lại giống như vậy nè. À, rồi mình để ra cái gỗ cho nó ráo nước. Rồi để đó đi, bắt đầu mình vô mình nấu nước muối nè. À, cái clip trước thì em bỏ thêm vô đường cát, còn mấy chị nói cái đường mía thì cái màu nó sẽ đẹp hơn. À, nhưng mà bữa nay mua không có đường mía, có đường thốt lốt em cũng làm luôn. 2 kg cải thì em vẫn bắt lên 3,5 lít nước, thêm 6 muỗng muối giống như vậy nữa. À, cái muỗng thường thường mình ăn canh đó mọi người. À, lường bằng muỗng đi cho mấy bà dễ. Vậy rồi tùy theo cái lượng cải mấy bà gia giảm thôi à. À, đường mình thắng cho nó hơi kéo kéo chỉ một chút xíu thì chừng nữa nó sẽ có màu nha mọi người. À, và đây là cái nồi nước của em nè. À, nấu nước muối mình chỉ cần nấu cho nó tan muối ra là được. À, rồi mình đổ cái nước đường mình thắng đó vô. À, vậy là mình để cho nó thiệt là nguội. À, nguội như nước lạnh vậy rồi mình đổ vô trong cải nha mọi người. Giờ này em sắp cải vô trong cái xô. Chờ nước cho thiệt là nguội mà khi nào mình thọt tay vô như vậy nè, cảm thấy không còn nóng, không còn ấm nữa thì mình đổ vô cải. À, nếu như mình đổ sớm quá thì cải của mình nó sẽ bị mềm á. Kiểu như nó chín cải thì cải mình nó mềm, nó không có được giòn. À, vậy đó, cái mình lấy lá chuối mình đậy lên. À, rồi mình kiếm thêm cái gì nặng nặng nữa mình dằn lên, đừng có cho cải nó nổi lên trên mặt. Em thì vẫn có cái thớt này thôi à, nó dằn lên như vậy đó. Rồi mình kiếm cái góc nào đó mình để. Và đây là thành quả 4 ngày của em nè. À, bây giờ mình dở ra coi coi nó có chua hay là chưa nha. À, nhìn thấy cái nước là biết nó chua rồi đó. À, nói chung cải mình làm 4 ngày là chua lắm mọi người. Mấy bà có nghe tiếng gì không? Cải nó giòn đó mọi người. À, bữa nay 26 rồi, mấy bà làm là tới 30 mùng 1 ăn là vừa đó. Cái này là đang ăn rồi, mai mốt em cũng mua nhận thêm để mùng 1, mùng 2 ăn.